Triệu Lệ Dĩnh bị bắt gặp qua đêm tại nhà Phùng Thiệu Phong. Ngày 21 tháng 9, trang Sina của Trung Quốc bất ngờ đăng tải một đoạn video cho thấy nữ diễn viên trẻ đình đám Triệu Lệ Dĩnh đã qua đêm tại nhà của bạn diễn Phùng Thiệu Phong. Đây là lần thứ hai nàng Sở Kiều bị bắt gặp hẹn hò bí mật với Phùng Thiệu Phong. Lần này họ đã ở cùng với nhau mười mấy tiếng qua đêm. Trong đoạn clip được chia sẻ, có thể thấy Phùng Thiệu Phong có buổi liên hoan với bạn bè vào lúc tối. Sau khi tan tiệc, nam diễn viên không trở về nhà ngay mà đến một nơi khác đón người. Sau đó cả hai cùng về căn hộ của Phùng Thiệu Phong. Bước xuống cùng với anh là một cô gái dáng gầy gò, dùng áo có mũ che kín người. Tuy nhiên, đến sáng ngày hôm sau, Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ để mặt mộc, không hề đeo khẩu trang xuống xe. Trước đó, cô còn nhờ trợ lý xuống gara kiểm tra xem có phóng viên hay không rồi mới bước xuống. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cách đây không lâu còn bị bắt gặp đi ăn cùng với nhau. Họ mặc áo khoác tình nhân, đi bên cạnh nhau khá thân mật. Tuy nhiên lúc đó Triệu Lệ Dĩnh vẫn đeo khẩu trang khá kín nên một số người còn nghi ngờ đó là Lâm Duẫn, bạn gái cũ của Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên với lần bị bắt gặp này, có thể khẳng định tình cảm của cả hai rất thân thiết. Hiện tại thì cả hai diễn viên chưa lên tiếng về đoạn video trên. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong từng hợp tác với nhau trong bộ phim Tây Du Nữ Nhi Quốc, dự án điện ảnh chưa công chiếu. Cả hai lại tiếp tục nên duyên trong bộ phim truyền hình mới là Minh Lan Truyện, được chuyển thể từ tiểu thuyết Thật Ư Phải Là Hồng Phai Xanh Thắm.